Mùa 4 Stranger Things được xem là series cứu cánh Netflix trước thời kỳ doanh thu thảm họa. Mới đây, hãng lại thành công cho ra đời một loạt phim thậm chí còn xoán ngôi Stranger Things, trở thành series ăn khách nhất. Sau 4 năm vắng bóng, các Autobots cuối cùng cũng trở lại với màn ảnh rộng qua Transformers: Rise of the Beast. Trailer mới của phim có gì? Cocaine Bear, một con gấu nghiện cocaine, một đề tài phim thật thú vị phải không? Gấu thất việc thật, chứ không phải Ted, bạn thân của John Bennett đâu nhé. Đó là những tác phẩm sẽ được sướng tên và cập nhật trong bản tin ngày hôm nay. Trước hết, cùng mở đầu với series tiếng Anh ăn khách nhất Netflix hiện nay. Lưu ý, bản tin sẽ spoil một phần nội dung của Wednesday, nên nếu bạn chưa xem và không muốn bị ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim, thì hãy tua đến mốc thời gian này. Theo thống kê của Netflix, Wednesday, ngoại truyện của The Addams Family, sau tuần đầu ra mắt, đã nhanh chóng xoán ngôi Stranger Things 4 mà trở thành series tiếng Anh ăn khách nhất. Cụ thể, tuần qua, Wednesday thu về 341,2 triệu giờ xem trên toàn cầu, nhỉnh hơn con số 335 triệu giờ xem của Stranger Things 4 khi mới phát hành vào cuối tháng 5. Nếu xét đến cả những series tiếng nước ngoài của Netflix, Wednesday vẫn chưa vượt được kỷ lục 571,7 triệu giờ xem trong khoảng 27 tháng 9 đến mùng 3 tháng 10 năm 2021 của Squid Game. Netflix cho biết, tác phẩm mới của đạo diễn Tim Burton giành top 1 tại 83 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ước tính có hơn 50 triệu hộ gia đình đã xem ít nhất một phần nào đó của loạt phim này. Muốn biết sức hút của Wednesday đến từ đâu, đừng bỏ lỡ các nội dung về series này của chúng mình lên sóng tuần tới nhé. Mùa 1 Wednesday xoay quanh cô con gái rượu của nhà Addams, khai thác qua hành trình của cô bé khi buộc phải rời xa gia đình, chuyển tới học tại Nevermore. Tại đây, cô bị cuốn vào một âm mưu xóa sổ toàn bộ những người ngoại lai, buộc phải chiến đấu để bảo vệ mình và trường, trong khi không biết xung quanh ai là bạn, ai là con quái vật thực sự đội lốt người. Jenna Ortega, nữ diễn viên 20 tuổi và vai Wednesday, đã chiếm trọn cảm tình của khán giả khi thành công đem tới khí chất, sự ngông cuồng của cô con gái nhà Addams. Dù giữ khuôn mặt vô cảm đặc trưng xuyên suốt, cô vẫn thể hiện cảm xúc đa dạng qua cử chỉ và diễn xuất bằng ánh mắt. Có thể nói, mùa 1 đã có một cái kết khá tròn vẹn cho các nhân vật, đồng thời thành công khơi gợi sự ngóng đợi của khán giả và một mùa mới để được giải đáp liệu Tyler có trốn thoát, ai là người đã gửi những tin nhắn đe dọa tới điện thoại mới của Wednesday và ai sẽ tiếp quản vị trí đứng đầu Nevermore thay hiệu trưởng Wims. Nữ chính của chúng ta rốt cuộc có bắt đầu sử dụng điện thoại để liên lạc với bạn bè hay không cũng vẫn là một ẩn số. Tuy nhiên, theo bật mí của nhà sản xuất, bàn tay tay sai của cô bé thì vô cùng hứng thú với công nghệ và sẽ trở thành một ngôi sao TikTok ở mùa sau. Trong buổi phỏng vấn với TV Line, bộ đôi sản xuất Alfred Goff và Miles Miller tiết lộ rằng dù Netflix chưa chính thức bật đèn xanh làm tiếp mùa 2, cả hai vô cùng lạc quan về tương lai của series và đã có định hướng phát triển mùa mới. Cụ thể, trong phần tiếp theo, bộ đôi sẽ tập trung khai thác nhiều hơn về gia đình Addams. Tháng 11 kết thúc, tháng 12 mở ra với vô vàn xáo trộn. Thậm chí một ông lớn từng liên tiếp giữ ngôi quán quân, nay bị đẩy thẳng ra khỏi bảng xếp hạng. Cùng chúng mình tìm hiểu tình hình tại các phòng vé Bắc Mỹ ngay sau đây. Á quân The Menu chưa tận hưởng cảm giác đứng top được bao lâu thì đã bị thẳng tay đẩy xuống hạng 5 với gần 5,5 triệu. Tác phẩm chiến tranh tiểu sử Devotion mang về 5,9 triệu đô tiền bán vé và nhận vị trí thứ tư. Phần mới nhất của Knives Out mang tên Glass Onion, A Knives Out Mystery giành hạng 3 với 9,4 triệu. Ngôi Á quân thuộc về tân binh đến từ nhà chuột Strange World với doanh thu mở màn 12,2 triệu đô. Bỏ túi thêm 45,6 triệu, nâng tổng doanh thu nội địa lên hơn 367,4 triệu đô, Wakanda Forever trụ hạng vững vàng trước làn sóng tân binh ồ ạt tuần qua. Tiếp theo, bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Việt mở ra với bộ phim hành động đến từ xứ Kim Chi mang tên Săn Lùng với gần 700 triệu. Đứng thứ tư là tác phẩm hài kinh dị Thực đơn bí ẩn đạt doanh thu hơn 775 triệu đồng. Black Panther: Wakanda Forever đã nguội dần tại các rạp Việt, thu về hơn 3,1 tỷ và nhận hạng 3. Chỉ hơn 30 triệu đã làm nên sự khác biệt về thứ hạng, với Hạnh Phúc Máu ở vị trí thứ hai. One Piece phim Red tiếp tục chiếm thế áp đảo nhờ kiếm về gần 11,7 tỷ đồng. Video review sẽ lên sóng phim nhanh thôi, hãy bật thông báo để không bỏ lỡ nhé. Một bộ phim khác mà có lẽ bạn sẽ không muốn bỏ lỡ là Transformers. Thương hiệu này chuẩn bị trở lại với hàng loạt nhân vật mới và trailer chính thức của phim chắc chắn sẽ làm các bạn thích thú đấy. Thứ năm vừa qua, Transformers tái xuất với trailer phần thứ 7 có tựa Rise of the Beast đưa Optimus Prime và Bumblebee trở lại với màn ảnh rộng. Đây là hậu truyện của Bumblebee ra mắt hồi 2018, mang cốt truyện không liên kết với 5 phần phim đầu của đạo diễn Michael Bay. Được phát triển dựa trên series hoạt hình Beast Wars từ thập niên 90, Rise of the Beast lấy bối cảnh năm 1994 sau khi Bumblebee xuất hiện trên trái đất. Tác phẩm hứa hẹn đem đến màn giao tranh giữa ba thế lực Maximals, Predacons và Terracons. Autobots thì đã quá quen thuộc với chúng ta rồi. Vậy Maximals, Predacons và Terracons ở đây là gì? Theo nguyên tắc, Maximals được miêu tả là hậu duệ Autobots,
Tuy nhiên, nguồn gốc này có thể thay đổi cho phù hợp với nội dung phim. Thay vì biến hình thành ô tô, phản lực hay các loại phương tiện, Maximals lại có hình dạng động vật. Theo lời đạo diễn Steven Caple Jr., Maximals là những động vật thời tiền sử, du hành xuyên không gian và thời gian tới trái đất. Thủ lĩnh của Maximals là Optimus Primal, chú khỉ đột khổng lồ xuất hiện trong đoạn trailer. Những cá thể khác thuộc phe Maximals được hé lộ qua đoạn phim, còn có chú báo robot khổng lồ Cheetor, tê giác Rhinox hay chim ưng Eraser. Predacons có khả năng biến hình thành các loài bò sát, là phe đối trọng của Maximals, tương tự xung đột giữa Decepticons và Autobots. Và cuối cùng là Terracons, kẻ thù của Autobots nói chung. Phản diện chính là Scourge, thủ lĩnh của Terracons, kẻ thích thu thập Autobots và Maximals làm chiến lợi phẩm để trưng bày. Ngoài sự trở lại của Peter Cullen, nam diễn viên lồng tiếng cho Optimus Prime, phim còn có sự góp giọng của Ron Perlman, Dương Tử Quỳnh, Pete Davidson và Peter Dinklage. Rise of the Beast được dự kiến là phần đầu trong bộ 3 phim sắp tới của thương hiệu Transformers. Bên cạnh Rise of the Beast, một phần tiền truyện hoạt hình khác thuộc franchise đã được phát triển và dự kiến phát hành vào 19 tháng 7 năm 2024 với Josh Cooley, đạo diễn Toy Story 4 chỉ đạo sản xuất. Còn trước đó, Transformers Rise of the Beast sẽ trình làng vào mùng 9 tháng 6 năm 2023. Tiếp theo, cùng chuyển sang phần điểm tin với cập nhật mới nhất về lịch phát hành mùa 3 The Mandalorian và gương mặt mới tham gia Daredevil Born Again. The Mandalorian mùa 3 công bố lịch phát hành. Hồi giữa tuần, Disney thông báo mùa mới của The Mandalorian được ấn định phát hành vào ngày mùng 1 tháng 3 năm 2023. Mùa 3 tiếp nối các sự kiện trong The Book of Boba Fett, Mando và Grogu rời khỏi hành tinh Tatooine để quay về Mandalore, nơi Mando khôi phục danh dự và lần nữa trở thành Mandalorian. Và theo như đoạn trailer ra mắt tháng 9 vừa rồi, anh sẽ phải đối mặt với đội quân bọc giáp từ chính quê hương của mình. Michael Gandolfini tham gia series Daredevil Born Again. Theo Deadline, nam diễn viên đóng The Many Saints of Newark, Michael Gandolfini sẽ tham gia series Daredevil Born Again cùng với Charlie Cox và Vincent D'Onofrio. Chi tiết về vai diễn của anh hiện chưa được tiết lộ. Khán giả chỉ mới biết được rằng Michael sẽ vào vai Liam, một anh chàng đầy tham vọng đến từ đảo Staten. Daredevil Born Again gồm 18 tập, dự kiến lên sóng Disney Plus vào năm 2024, 4 năm sau khi Netflix quyết định series Daredevil của hãng sẽ dừng chân với 3 mùa. Con người chơi đồ nhiều khi hóa thú, vậy con thú chơi đồ thì hóa gì? Một ý tưởng phim độc lạ phải không? Và còn gì hấp dẫn hơn khi Cole Campbell lại xuất hiện thêm dòng chữ dựa trên một câu chuyện có thật? Đầu tuần qua, các trang mạng xã hội xôn xao với đoạn trailer giới thiệu tác phẩm kinh dị hài đen do Elizabeth Banks đạo diễn, Cocaine Bear. Cái tên này không phải ẩn dụ hay chơi chữ, mà phim thực sự kể về một con gấu nghiện cocaine sau khi ăn phải vài túi rơi xuống khu rừng trong một vụ buôn lậu bất thành. Dưới ảnh hưởng của ma túy và cơn thèm thuốc, nó bắt đầu một cuộc tàn sát mà nạn nhân là những người dân địa phương. Ở một diễn biến khác, những tay buôn lậu cũng lao vào tìm kiếm những gói hàng thất lạc mà không hề biết rằng mình đang trở thành mồi cho gấu đen. Phim có sự tham gia của Christopher Hivew, Jesse Tyler Ferguson, rapper Ice Cube và chủ nhân tượng bằng Emmy, Margot Martindale. Đặc biệt, Cocaine Bear đánh dấu vai diễn điện ảnh cuối cùng của cố diễn viên Ray Liotta trước khi ông qua đời vào tháng 5 năm 2022. Cocaine Bear được nữ đạo diễn Elizabeth Banks sáng tạo dựa trên một câu chuyện có thật xảy ra tại bang Georgia, Mỹ. Và may mắn thay, câu chuyện thực tế không hề kinh dị và drama như vậy. Cụ thể, vào năm 1985, các điều tra viên tìm kiếm ma túy thất lạc từ vụ buôn lậu trên không phát hiện ra tàn dư của những gói hàng bị xé toạc trong khu rừng quốc gia Chattahoochee Oconee. Theo các báo cáo, có tổng 40 gói hàng, mỗi gói chứa 1 kg cocaine với tổng giá trị khoảng 20 triệu đô lúc bấy giờ. Tại hiện trường, còn có xác một con gấu đen to chết vì sốc thuốc sau khi ăn phải vài triệu đô ma túy. Chuyện gì đã xảy ra trong suốt 4 tuần, từ khi con gấu ăn cocaine đến khi các điều tra viên tìm thấy xác của nó thì không ai biết. Nhưng ít nhất, nó đã không tàn phá, đe dọa tới những người dân địa phương như trong phim. Còn về kẻ buôn ma túy, nhân vật có thật là Andrew Thornton, một luật sư, sĩ quan chống ma túy và được cho là thủ lĩnh băng đảng. Sau khi thả các gói cocaine xuống, hắn đặt máy bay ở chế độ lái tự động và nhảy dù ra ngoài với hơn 30 cân cocaine được buộc trên người. Do đánh giá sai trọng lượng mà chiếc dù có thể chống đỡ hoặc bị vướng dây mà Thornton đã tử vong khi đáp đất. Câu chuyện về chỗ ma túy của Thornton thì trở thành nguồn cảm hứng cho Cocaine Bear, còn cái chết của hắn lại là nguồn cảm hứng cho một phần của mùa 4 series Justified. Cocaine Bear dự kiến chào sân Hoa Kỳ vào 24 tháng 2 năm tới. Bản tin hôm nay nhá hàng hơi nhiều tác phẩm, bắt chúng ta phải chờ để thưởng thức rồi nhỉ? Hết mùa 2 Wednesday, lại đến Rise of the Beast và Cocaine Bear. Vậy giờ, để chúng mình giới thiệu tới các bạn một cái tên vừa ra rạp, không bắt chúng ta phải đợi lâu như vậy nhé. Đêm Giáng sinh, một nhóm cướp tự thưởng với một khoản tiền khổng lồ cướp từ két của một gia đình giàu có.
điều mà chúng không ngờ tới là gia đình này lại tặng cho con gái họ một chiếc bộ đàm nối thẳng với hotline của ông già Noel, người đã nhận được lời cầu cứu từ cô bé. Chúng ta vẫn biết đến ông già Noel chuyên đi phát quà cho các cháu nhỏ với hình tượng vui vẻ. Nay, với Violent Night, sẽ được chứng kiến một khía cạnh cực ngầu khi ông vừa phát quà, vừa chiến đấu giải cứu bé ngoan. Một lựa chọn không tồi cho dịp Giáng sinh phải không nào? Bản tin ngày hôm nay xin được khép lại tại đây. Tuần qua các bạn có xem được tác phẩm nào thú vị, muốn giới thiệu cho chúng mình không? Để lại bình luận phía dưới nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại vào thứ bảy tuần sau. May the force be with you. I'm gonna make him an offer again. Play as time goes by. Hasta la vista, baby.